Chức năng cuối cùng trong thay filter ở phần distort tôi muốn giới thiệu đó là ripple. Cái này vừa tạo sóng và có 3 bước sóng cho chúng ta thực hiện, đó là loại nhỏ, loại trung bình và loại lớn. Tôi chọn filter distort và chọn vào phần ripple. Ở đây mặc định chúng ta đang có phần mezzanine, tôi có thể chọn về small. Các bạn thấy rằng khi tăng đối tượng này lên thì nó tạo những nhiễu sóng chúng ta và loại trung bình. Tiếp theo loại lớn thì từng bước sóng và từng cường độ khác nhau. Các bạn có thể giả lập sóng, tôi tăng lớn và ok, trông khá ấn tượng phải các bạn.